Xin chào tất cả các anh chị em nhé. Chào mừng anh chị em đã quay trở lại với kênh Nhật Anh Mobile, chuyên mua bán trao đổi tất cả các dòng điện thoại từ cũ đến mới anh em nhé. Như thường lệ thì hôm nay bên em lại lên clip giới thiệu bán hàng cho anh em. Hôm nay thì em có chủ yếu là iPhone này, iPhone rất nhiều anh em nhé, giá cực kỳ tốt. Có cả iPad, ngoài ra có Pixel anh em nhé, Pixel 5, Pixel 6, hàng cực kỳ chất luôn anh em nhé. Có cả LG G7, máy thì từ thấp đến cao đủ thể loại nhé. Anh em quan tâm để đón xem chi tiết trong video anh em nhé. Anh em có nhu cầu đặt hàng, mua hàng có thể liên hệ em qua số điện thoại trên màn hình nhé anh em nhé. Thắc mắc gì anh em cứ bình luận dưới phần bình luận của video luôn anh em nhé. Rồi ok, không làm mất thời gian của anh em thì em vào giới thiệu luôn nhé. Hôm nay thì em vào giới thiệu luôn cái dòng Pixel trước nha anh em nhé. Pixel này là Pixel đầu tiên em giới thiệu, con này là con Pixel 6 quốc tế, hai sim anh em nhé. Hàng hai sim, một sim vật lý và một e sim nhé. Máy thì là đại chất luôn, đẹp kem, nay new gần như là mới anh em nhé. Cái này thì chỉ thiếu mỗi cái hộp là như máy mới luôn anh em ạ. Anh em nhìn cái chân sạc này, còn mới tinh luôn, sạc cực kỳ ít nha anh em nhé, sạc cực kỳ ít luôn. Cái dòng này thì có thể nhiều anh em đã biết rồi, em nói sơ qua cho những anh em nào chưa biết. Con này thì nó là máy của Google sản xuất nhé. Google sản xuất thì nó sẽ chạy Android gốc, rất là mượt và được cập nhật rất sớm nhé. Tất cả những con này đã có bản cập nhật lên 14 hết rồi, anh em về chỉ việc bấm vào cập nhật thôi. Có con thì em đã cập nhật rồi, có con thì đã cập nhật rồi anh em nhé. Con này thì cấu hình là RAM 8GB, bộ nhớ trong sẽ là 128 này, chạy chip của Google Tensor luôn, màn hình sẽ là 6.4 inch, màn 6.4 inch và pin 4600 nhé. Dòng này thời lượng pin rất là tốt luôn, có vân tay trong màn hình, có vân tay trong màn hình. Và cái điểm đặc biệt tiếp theo là con này thì chụp ảnh rất là đẹp nhé. Dòng Pixel này thì trước đến nay được đánh giá rất cao ở khoản chụp ảnh, cực kỳ đẹp luôn anh em nhé. Thiết kế cũng rất là khác biệt, cụm cam này anh em nhìn hầm hố luôn, hai cam này. Đấy, rất là ok nha anh em nhé. Pixel 6 này thì bên em đang bán cho anh em với giá là 5.300.000 anh em nhé, 5.300.000. Máy tặng kèm đầy đủ sạc cáp cường lực ốp lưng, bảo hành 3 tháng anh em nhé. Bảo hành 3 tháng. Đối với những anh em nào không cần lấy bảo hành thì em bán cho anh em giá 5 triệu nhé. Bao test 1 tuần giá 5 triệu tròn. Ok cho anh em. Anh em thích mua kiểu gì thì em cũng bán cho anh em được nhé. Hàng thì nói chung là cực kỳ chất. Con 10 con thì như nhau cả 10 anh em nhé. 10 con như nhau cả 10, toàn máy này new hết. Dành cho những anh em nào thực sự là khó tính nhé. Mua là về là chỉ việc dùng luôn, không cần suy nghĩ gì luôn. Ok, tiếp theo em giới thiệu anh em Pixel 5 này. Pixel 5 này thì cái dòng máy nó nhỏ gọn hơn nhé. Anh em thích nhỏ gọn thì chọn con này. Và đặc biệt là cái màn hình của nó rất là đẹp, bốn cạnh là mỏng đều luôn, bốn cạnh mỏng đều anh em nhé, nhìn cực kỳ là cân đối luôn. Không nhiều con điện thoại làm được như này đâu anh em nhé. Ngoài iPhone ra thì rất ít máy làm được như này. Con này thì cũng là máy quốc tế, hai sim, một vật lý, một e sim. Cấu hình cũng là RAM 8, bộ nhớ trong 128 này. Màn hình con này thì là 6.1 inch, pin 4000, pin 4000 nhá. Thời lượng pin của con này khá là tốt. Con này thì cái nó sử dụng cái công nghệ gọi là âm thanh dưới màn hình nhá, thì nó không có cái khe loa trong ở đây đâu, nó kín luôn anh em nhé, nhìn rất là liền lạc luôn anh em nhé. Bản cập nhật Android 14 này lúc nào cũng sẵn rồi này anh em nhé. Máy cũng là đẹp kia. Giá Pixel 5 này thì là 4.300.000 nha anh em nhé, 4.300.000, 4.300.000 nhá. Tặng kèm đầy đủ cho anh em sạc cáp cường lực ốp lưng, bảo hành 3 tháng anh em nhé. Ok, tiếp theo thì em giới thiệu anh em là con máy thanh lý này, LG G7, LG G7 thanh lý nhá. Con này thì cấu hình khá là tốt, anh em dùng làm máy phụ hoặc là mua cho con cái phụ huynh vẫn rất là ổn nhá. RAM 4, bộ nhớ 64, con này chạy chip 845 nhá, dùng đến thời điểm này vẫn rất là mượt. Đấy, màn hình thì là đẹp luôn nhé, 2K, màn 2K 6.1 inch, pin 3000, anh em nhìn này, màn cực kỳ sáng đẹp nhé, không ám mố gì. Cái này thì bên em đang thanh lý cho anh em với giá là 1.600.000 nhé, 1.600.000, tặng kèm sạc cáp anh em nhé, 1.600.000. Ok, rồi tiếp theo em giới thiệu anh em dòng iPhone iPad nhé. iPhone iPad đầu tiên con này là con iPad E2 bản 32GB, 4G Wi-Fi nhé, máy cực kỳ chất, zin đẹp, pin cao nhé, cái này pin còn 94%, giá 3.200.000, 3.1 triệu anh em nhé, 3.1 triệu tặng kèm đầy đủ sạc cáp rồi là cường lực bao da. Anh em mua về chỉ việc lắp
SIM hoặc là bắt wifi là dùng luôn thôi. Đấy, còn đối với những anh em nào không cần bảo hành nhé, thì bên em sẽ bán cho anh em với giá 2,8 triệu nhé, 2,8 triệu máy trần và bao tết một tuần cho anh em. Ok chưa anh em? Rồi tiếp theo em giới thiệu iPhone này. iPhone hôm nay mới có thêm con 11 Pro Max này, quốc tế 256GB nhé. Con này 256GB, máy full chức năng, full chức năng, màn sáng đẹp nhé, màn zin đẹp luôn anh em nhé. 256 này, cái này thì anh em lưu trữ cực kỳ thoải mái. Pin thì nó báo trên máy nó còn 79 nhé, cắm máy tính thì nó vẫn báo là 81 đấy anh em nhé, máy tính là 81. Thời lượng pin thì dùng vẫn rất là ok nhé. Đấy, dòng này nó pin trâu mà, 80-81 dùng vẫn rất ngon. Còn nếu mà anh em thích thay pin thì em hỗ trợ anh em thay với giá 200.000 thôi, thay với giá 200.000 thôi anh em nhé. Còn này em bày cho anh em giá 7,5 triệu này, 7,5 triệu. Cạnh viền thì nó hơi lấm tấm nhé, do dùng ốp. 7,5 triệu anh em nhé, bảo hành 3 tháng, phụ kiện đầy đủ. Còn anh em lấy bao tết em để cho anh em giá 7,1 triệu thôi. Đấy, bao tết giá chỉ có 7,1 triệu thôi anh em nhé, quá hợp lý luôn. Con này màn zin nhá, màn zin full chức năng. Tiếp theo là con 11 Pro Max, nhưng mà cái này là màn lô nhá, 64GB màn lô. Ngoài màn lô ra thì full chức năng nhá, cái này vẫn còn Face ID đầy đủ luôn, Face ID đầy đủ nhá, pin còn 90, pin 90. Đấy, màn cũng nói chung là tương đối là đẹp nhá. Đây, nó báo màn này, màn tương đối đẹp. Cái này thì em để cho anh em giá chỉ có 6 triệu để cho anh em giá thanh lý 6,3 triệu nhé, 6,3 triệu, quá hợp lý luôn anh em nhé. 11 Pro Max quốc tế 64GB full chức năng, 6,3 triệu anh em nhé. Tiếp theo em giới thiệu anh em 12 này, quốc tế 64GB, con này zin full chức năng nhé, máy còn áp suất luôn, còn áp luôn anh em nhé, hình thức rất là đẹp, hình thức đẹp. Đấy, cái này em để cho anh em giá 7,6 triệu nhé, 7,6 triệu, bảo hành 3 tháng, phụ kiện đầy đủ nhé. Anh em lấy bao tết thì là 7,4 triệu, lấy bao tết 7,3 triệu anh em nhé, anh em lấy bao tết giá 7,3 triệu. Rồi tiếp theo là 11 này em có cả bản 64, cả bản 128 nhé. Cây màu trắng màu xanh này là bản 128 này, quốc tế full chức năng, máy tất cả đều full chức năng, zin hết nhá, chỉ thay mỗi pin thôi, kể cả bản 128 hay bản 64 đều như thế anh em nhé. Pin này, pin mới 100 rồi anh em nhé, hình thức đẹp. Máy 128 thì hình thức rất là đẹp nha anh em nhé. Đấy, hình thức đẹp, giá 6,7 triệu, 6,7 triệu anh em nhé, cực kỳ đẹp luôn. Anh em cần lưu trữ nhiều đấy, bản 128 này đẹp gần như là keng luôn anh em nhé. Ok, tiếp theo bản 64 này. 64 thì em có hai cây nhé, một cây thay pin báo 100% và một cây thay pin nhưng mà không báo nhé, thay pin không báo thì sẽ rẻ hơn. 5,4 triệu này, cây này giá 5,4 triệu anh em nhé. Còn cây này pin thay pin 100 thì sẽ có giá là 5,7 triệu. Đấy, 5,7 triệu, cạnh viền nó hơi chảy tí, cạnh viền hơi chảy tí anh em nhé. Ok này, còn lại là zin led nha anh em nhé, chỉ thay mỗi quả pin thôi. Đây, cây này pin 100 này, báo pin 100 nhé. Ok rồi, tiếp theo em giới thiệu anh em Yên Mắc. XS Max này là quốc tế 64GB, máy tất cả cũng là full chức năng nhé, Face ID đầy đủ, Face ID đầy đủ anh em nhé. Màn là màn thay, màn GX nhanh anh em nhé, màn GX hiển thị đẹp, gần như là zin luôn. Cái này giá 5,7 triệu anh em nhé, 5,7 triệu. Đấy, màu vàng này giá 5,5 triệu này, màu vàng này giá 5,5 triệu. Ok rồi, cuối cùng là 7 Plus này, quốc tế 32GB, máy cũng là zin full chức năng, vân tay đầy đủ nhé. Đấy, vỏ đẹp, 7 Plus này vỏ zin đẹp như này, thời điểm này kiếm cũng hơi khó đấy anh em nhé, vỏ zin vỏ đẹp, giá là 2,5 triệu đến 2,7 triệu anh em nhé, tùy máy và tùy hình thức nhé, 2,5 triệu đến 2,7 triệu tùy máy tùy hình thức. Ok rồi, cuối cùng thì anh em có nhu cầu đặt hàng liên hệ em qua số điện thoại để trên màn hình nhé, hoặc là nhắn qua Facebook, đường link để dưới phần mô tả của video. Anh em ở gần có thể qua trực tiếp nhé, cửa hàng em bên em có địa chỉ Hà Đông, Hà Nội, còn là xa thì có gửi hàng ship code toàn quốc, có cọc trước, có kiểm hàng trước khi thanh toán nhé. Máy bán ra bảo hành 3 tháng, anh em không lấy bảo hành bao tết một tuần thì trừ được 2 cho đến 500.000 nhé, trừ trực tiếp vào giá máy luôn. Ok cho anh em, đối với những con máy thanh lý thì em cũng bao tết cho anh em một tuần nhé.
Rồi, hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nhé. Chào các anh em.